Bài báo cáo thì sẽ gồm 6 phần. Đầu tiên thì là ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, về mặt điều trị thì liệu pháp oxy dài hạn tại nhà thì thường được chỉ định dựa vào cái tình trạng là giảm oxy máu vào ban ngày và khi nghỉ, có hoặc có kèm theo cái biến chứng của tâm phế mãn. Tuy nhiên, đôi khi về ở những bệnh nhân COPD, tình trạng giảm oxy máu lại không biểu hiện là giảm oxy máu ban ngày khi nghỉ, thay vào đó còn có biểu hiện khác là giảm oxy máu về đêm. Thì tình trạng giảm oxy máu về đêm trên bệnh nhân COPD làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống thông qua việc giảm khả năng gắng sức của người bệnh. Bên cạnh đó làm tăng nguy cơ tim mạch thông qua biểu hiện là tăng áp lực động mạch phổi cũng như là tăng nguy cơ suy tim phải. Cuối cùng dẫn đến làm tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COPD. Giảm oxy máu về đêm thì được định nghĩa khi SpO2 dưới 90% và kéo dài trên 30% thời gian ngủ. Với cái định nghĩa này thì cái tần suất giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân COPD trên thế giới ước tính từ 20 đến 38% với một tần suất rất là cao. Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam thì chưa có một nghiên cứu nào với mục đích là xác định cái tần suất này cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì nhằm nghiên cứu của em được thực hiện thì nhằm mục đích là xác định cái tần suất giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì với mục tiêu cụ thể là xác định tần suất giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định và khảo sát các yếu tố liên quan giữa giảm oxy máu về đêm với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là thực hiện trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngoại trú với tiêu chuẩn nhận vào là bệnh nhân trên 40 tuổi, được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Gold. Phương pháp nghiên cứu tiêu chuẩn lại trừ khi là bệnh nhân có đồng mắc các bệnh như hen, giãn phế quản hoặc là có đợt cấp COPD trong vòng 4 tuần gần đây và hoặc là đang điều trị oxy liệu pháp dài hạn tại nhà. Các kết cục nghiên cứu chính đó là tình trạng giảm oxy máu về đêm. Các kết cục nghiên cứu phụ đó là yếu tố liên quan và giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như là chỉ số khối cơ thể SpO2 ban ngày và phần trăm SeV1 sau test giãn phế quản. Quy trình thực hiện nghiên cứu thì là các bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được tái khám ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ được xem xét các tiêu chuẩn nhận bệnh và loại bệnh. Khi mà được tư vấn và đồng ý ký cam kết thì bệnh nhân sẽ được chỉ định đo đa ký hô hấp tại phòng thăm dò giấc ngủ. Sau khi trả kết quả đo đa ký hô hấp và tư vấn cho người bệnh về kết quả thì sẽ ghi nhận các biến cố giảm oxy máu về đêm của người bệnh. Thì là 101 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được thu thập vào nghiên cứu với đặc điểm nhân số là chiếm nam giới chiếm ưu thế với 58% bệnh nhân và độ tuổi trung bình là 67. Nhóm bệnh nhân là COPD nhóm B và nhóm D chiếm ưu thế với 78,2% với cái mức độ tắc nghẽn đường thở GOLD 3 và 4 cũng chiếm ưu thế là 51,5%. Cái tình trạng SpO2 ban ngày rất là cao là 93%. So sánh đặc điểm dân số của chúng em với các nghiên cứu khác ở các miền Bắc Trung Nam thì nó có đặc điểm dân số khá là tương tự như các kết quả nghiên cứu của Dương Quý Sĩ hoặc là Dương Duy Khoa hay Phan Thanh Thủy. Để trả lời câu hỏi đầu tiên thì tần suất giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong nghiên cứu chúng em ước tính là 15,8%, một tần suất rất là cao để ảnh hưởng là bệnh nhân có giảm oxy máu nhưng mà không được điều trị oxy liệu pháp dài hạn tại nhà. Phân tích sâu hơn trong đó thì chúng ta thấy được rằng là có 7,9% có giảm oxy máu về đêm mà kèm với ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là một trong những cái bệnh đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nó ảnh hưởng đến tình trạng giảm oxy máu về đêm của người bệnh. So sánh với các nghiên cứu trên thế giới thì chúng ta thấy được rằng là nghiên cứu của chúng em có kết quả khá tương đồng với nghiên cứu của Phan và Cộng sự với mức độ 24% bệnh nhân có giảm oxy máu về đêm. Bên cạnh đó thì có nghiên cứu của Yvette và Cộng sự có mức độ giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cao hơn là 38%. Điều này có thể lý giải do là ở dân số nghiên cứu của Yvette và Cộng sự có tình trạng giảm oxy máu mức độ nhẹ đến trung bình ngay từ tiêu chuẩn nhận bệnh của nghiên cứu với BO2 được lấy vào là từ 56 đến 69mm thủy ngân. Trong khi đó nghiên cứu của Pagwan và Cộng sự cũng như nghiên cứu của chúng em thì thực hiện là có SAO2 nó trên 90% hoặc là SPO2 trung bình là khoảng 93%. Tiếp theo, để xác định các yếu tố liên quan giữa giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thấy được rằng là ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có kèm giảm oxy máu thì có chỉ số khối cơ thể lớn hơn, có SpO2 ban ngày nó thấp hơn và có mức độ tắc nghẽn đường thở nó nặng hơn so với bệnh nhân không có kèm giảm oxy máu về đêm với cái có ý nghĩa thống kê với B dưới 0,05. Cái kết quả này rất là tương đồng với kết quả của các nghiên cứu khác trên thế giới. Điều này cũng có thể được giải thích bởi vì tình trạng ở những người dư cân béo phì, người ta thấy được rằng có giảm thông khí, có rối loạn đường dẫn khí nhỏ, có giảm độ đàn hồi của thận ngực, có bất tương xứng V trên Q và có tăng tiêu thụ oxy mô ngoại biên. Những điều này làm đến tình trạng giảm oxy máu tương đối ở bệnh nhân dư cân béo phì có kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
Ngoài ra có tình trạng SpO2 ban ngày thấp làm tăng tiêu xỉ oxy mô ngoại bi cũng như tắc nghẽn đường dẫn khí làm bất tương xứng với NQ. Những yếu tố này thúc đẩy cái tình trạng giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Kết luận của nghiên cứu của chúng em đưa ra đó là tần suất giảm oxy máu về đêm trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 15,8%, là một mức độ tương đối cao, và điều này thể hiện được rằng là có 1% bệnh nhân là có giảm oxy máu về đêm nhưng mà không được điều trị oxy liệu pháp tại nhà và trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai nữa là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có kèm giảm oxy máu về đêm thì có chỉ số khối cơ thể lớn hơn, SpO2 ban ngày thấp hơn và có tắc nghẽn đường khí nặng hơn. Nghiên cứu của chúng em có một vài hạn chế thì nó chỉ là một nghiên cứu cắt ngang, thế nên nó không thể hiện được mối tương quan, nó chỉ được thể hiện được mối liên quan. Và thứ hai, chúng em sử dụng SpO2 thay vì BaO2. Và thứ ba là chúng em sử dụng đa ký hô hấp thay vì là đa ký giấc ngủ để đánh giá các rối loạn giấc ngủ khác như là giảm thông khí béo phì hay các tình trạng giảm thông khí khi ngủ của bệnh nhân. Thì kiến nghị đưa ra của nghiên cứu là cần các nghiên cứu khác như nghiên cứu tiến cứu hoặc hồi cứu để đánh giá mối tương quan giữa các yếu tố tiên đoán và các tình trạng giảm oxy máu về đêm cho bệnh nhân COPD. Thứ hai nữa, cần đánh giá hiệu quả của liệu pháp oxy dài hạn tại nhà đối với bệnh nhân COPD mà có kèm giảm oxy máu về đêm. Dạ, em xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và cô và các vị đại biểu.